Ngày 16 tháng 3, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở ngành có chuyến khảo sát tình hình sạt lở tại Cầu Ngang, huyện Tân Phú Đông và kiểm tra tình hình thực hiện dự án nâng cấp đê biển Gò Công, giai đoạn 2 huyện Gò Công Đông. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền Giang, hiện tỉnh triển khai thi công dự án kè chống sạt lở Cầu Ngang gồm 3 gói thầu với tổng nguồn vốn hơn 190 tỷ đồng do Trung ương đầu tư. Dự án nâng cấp đê biển Gò Công giai đoạn 2 tại gói thầu thi công xây dựng tuyến đê giảm sóng và sửa chữa cống dưới đê nhánh 23, chiều dài tuyến công trình 2,1 km. Tổng mức đầu tư của gói thầu này là hơn 66 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ gói thầu đạt khoảng 58%. Qua chuyến khảo sát, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công phải hoàn thành hạng mục kè rò đá bảo vệ bãi rác Kiện Phước và nhanh chóng có phương án di dời bãi rác đến tháng 10 năm 2023. Trong quá trình thi công phải đảm bảo môi trường, an toàn lao động, đảm bảo tuyến đê bao hoàn chỉnh, phục hồi rừng phòng hộ, đảm bảo vùng sinh thái đầu nguồn, chống biến đổi khí hậu, gắn với an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế địa phương.